Kính thưa toàn thể nhân dân, đất nước đang tưng bừng rộn rã vào xuân, khắp dải non sông tươi đẹp của chúng ta đón chào năm mới Xuân Canh Tý 2020. Hơi thở mùa xuân ngập tràn đất trời, mang lại nguồn sinh khí bất tận cho vạn vật, báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến. Niềm vui ngập tràn của đất trời và lòng người trước những thành tựu to lớn của đất nước. Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu mới, đưa Việt Nam lên tầm cao mới. Với phương châm tăng tốc và bứt phá, chúng ta đạt và vượt 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,03%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới, nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỷ đô la Mỹ, bình quân đạt gần 2.800 đô la Mỹ một người. Là điều mà 10 năm trước chúng ta chưa nghĩ tới. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, đầu tư xã hội, năng lực sản xuất kinh doanh tăng mạnh, nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước được tăng cường, tỷ lệ nợ công giảm mạnh, thị trường tiền tệ ổn định, cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện, dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao, đạt gần 80 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ đô la Mỹ. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, hoạt động tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh và đạt những kết quả tích cực. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa xã hội được các cấp ngành đặc biệt quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục từng bước được nâng cao, diện mạo đất nước từ thành thị đến nông thôn không ngừng đổi mới và khởi sắc. Đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm triển khai đồng bộ quyết liệt. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại được tăng cường, vị thế nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên, cờ đồ đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay. Những kết quả, thành tích đạt được thật đáng phấn khởi tự hào, tạo đà và động lực cho năm mới và những năm tiếp theo. Đặc biệt, năm 2020, năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, quá khứ, hiện tại và tương lai đang hòa quyện, tạo thành một động lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế nước đang mở, mang hùng khí của những chiến công năm xưa và chúng ta sẽ tạc dựng những mốc son mới trong công cuộc kiến tạo đất nước hôm nay. Mọi nguồn lực được huy động tối đa để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ vững ổn định và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Công cuộc đổi mới của Việt Nam được bạn bè thế giới đang dõi theo từng bước với hy vọng một dân tộc đã anh dũng đấu tranh giành độc lập tự do thì nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi mùa xuân lại nối thêm những nhịp cầu bắc tới tương lai. Mùa xuân đã đến quê hương chúng tôi, mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi, đồng xanh lúa dập dờn biển cả, tiếng ai ru con ngủ dù we
Kính thưa toàn thể nhân dân, đón xuân về trong tiết trời ấm áp, khi hoa lá bật dậy chồi non lộc biếc, chúng ta hân hoan nắm tay nhau chúc mừng đất nước và thành phố đổi mới toàn diện, chúc mừng bước chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2019 của thành phố Hải Phòng với chủ đề tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Năm 2019, trong thành tựu chung của cả nước, thành phố Hải Phòng có những đóng góp quan trọng. Đảng bộ, quân và dân thành phố với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, phát huy truyền thống trung dũng, quyết thắng, tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thiết thực của Trung ương. Đặc biệt, ngày 24 tháng 1 năm 2019, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã mở ra một cơ hội mới là nền tảng động lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Trong năm qua, thành phố đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,68%, cao nhất từ trước tới nay, gấp 2,45 lần bình quân chung của cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 24%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 153.000 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm 2018. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 90.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu lần đầu vươn tới 16 tỷ đô la Mỹ. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 129 triệu tấn. Toàn thành phố có 139 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,6%, chỉ còn 0,81%. Những dự án hạ tầng lớn mang ý nghĩa chiến lược của quốc gia, của vùng và thành phố được quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai khẩn trương và đưa vào khai thác sử dụng như cầu Sông Hóa, đường trục Hồ Sen, cầu Rào 2, cầu vượt nút giao đường Nguyễn Văn Linh, cải tạo toàn bộ 120 tuyến đường nội đô, hoàn thiện chỉnh trang hai bên bờ sông Tam Bạc, đưa vào sử dụng cầu Hoàng Văn Thụ, đường từ cầu Lạng Am tới cầu Nhân Mục, tiếp tục đầu tư và thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, nút giao thông Nam Cầu Bính, đường dẫn hai bên cầu Hàn Cầu Đăng, hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang ngõ ngách đô thị. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được triển khai đồng bộ, xuất hiện nhiều mô hình cách làm mới hiệu quả, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, dẫu gặp không ít khó khăn trở ngại, nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng với khát vọng vươn ra biển lớn, đảng bộ, quân và dân thành phố có quyền tự hào về những thành tích đã đạt được trong năm 2019. Bằng sức mạnh nội lực, được đảng, nhà nước quan tâm, được nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ, vị thế của thành phố ngày càng được nâng cao. Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng phấn khởi tin tưởng bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với chủ đề tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng. Dưới ánh sáng nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, nghị quyết 108 của Chính phủ và chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nghị quyết 45, Hải Phòng đang đứng trước những thời cơ vận hội to lớn để phát triển bứt phá trên mọi lĩnh vực. Mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh 90 mùa xuân. Trong chặng đường vẻ vang đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên biết bao kỳ tích vĩ đại, đem đến mùa xuân vĩnh cửu trường tồn cho dân tộc. Đó là nguồn động lực vô cùng to lớn thúc đẩy chúng ta vượt qua mọi thử thách cam go, nắm bắt thời cơ, năng động sáng tạo. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020, từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
mừng xuân mới, Hải Phòng đang cùng cả nước bước vào thời kỳ mới đầy năng động và triển vọng, nhưng cũng không ít trở ngại, khó khăn. Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng thành phố thành một trung tâm kinh tế là pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng an ninh, đặt ra cho lực lượng vũ trang thành phố một vị trí mới với tầm cao mới. Vui xuân mới, lực lượng vũ trang thành phố không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Và trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang thành phố vẫn luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng với truyền thống trung dũng, quyết thắng của thành phố cảng anh hùng. Chúc năm mới an khang thịnh vượng, chúc ông bà sức khỏe dồi dào, chúc cha mẹ gặp nhiều may mắn, chúc anh chị hạnh phúc tràn đầy, chúc mọi người làm ăn phát tài. Trên khắp quê tôi ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Kính thưa toàn thể nhân dân, chỉ còn ít phút nữa chúng ta sẽ chia tay năm Kỷ Hợi 2019 để đón chào những giây phút đầu tiên của năm Canh Tý 2020. Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, chúng ta vui mừng được thưởng thức chương trình pháo hoa đặc sắc. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các cấp ngành, các doanh nghiệp và các đơn vị trên địa bàn thành phố đối với đời sống tinh thần của nhân dân. Với chủ trương xã hội hóa, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã đóng góp tài trợ kinh phí hơn 6 tỷ đồng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 8 địa điểm, bờ hồ Tam Bạc, Trung tâm Triển lãm thành phố, bờ hồ An Biên, Trung tâm Hành chính quận Dương Kinh, khu công nghiệp V-Zip Thủy Nguyên, khu di tích Trạm Trình Nguyễn Bình Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, Trung tâm Hành chính các huyện Tiên Lãng, An Dương và khu cầu cảng Cát Bà, huyện Cát Hải. Cùng với chủ trương xã hội hóa, việc bảo đảm kinh phí bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố còn có 6 quận huyện gồm Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão, Cát Hải tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ nhân dân đón giao thừa mừng năm mới. Chủ đề chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa năm nay là mừng Đảng, mừng xuân, mừng thành phố phát triển nhanh bền vững. Chương trình được chia làm 3 phần. Phần 1 với chủ đề mừng Đảng quang vinh, thời gian 5 phút. Bắt đầu là những loạt pháo hoa màu đỏ vút lên bầu trời, báo hiệu thời khắc chuyển giao sang năm mới. Những luồng ánh sáng như một vầng dương chói lọi tượng trưng cho ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam soi đường ta đi tới. Tiếp theo là những bông hoa cúc vàng, cúc trắng, lộc bừng cánh đỏ hòa quyện vào nhau tạo thành dòng ánh sáng tuôn chảy trên bầu trời, hòa lẫn với mưa bạc, mưa vàng như những cành liễu rủ soi bóng trên mặt hồ gợn sóng. Phần 2 với chủ đề xuân về trăm hoa đua nở, thời gian 5 phút. Chúng ta sẽ được chứng kiến hàng vạn bông hoa đào, hoa mai đua nở giữa bầu trời thành phố với muôn sắc màu rực rỡ, cho ta một khung cảnh hoành tráng, liên tưởng đến sự đoàn kết sáng tạo và phát triển mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế của thành phố trong những năm qua, tạo cho chúng ta liên tưởng đến một sức sống mới, niềm tự hào và ý chí vươn lên mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân thành phố đã và đang biến ước mơ vươn ra biển lớn trở thành hiện thực. Phần 3 với chủ đề Hải Phòng bừng sáng mùa xuân, thời gian 5 phút. Trước mắt chúng ta là sắc màu rực rỡ như hàng vạn ánh sao tạo thành những sóng vàng lấp lánh trên bầu trời của những bông hoa hồng, hoa cúc, hoa mẫu đơn, hoa hướng dương làm chúng ta liên tưởng đến tình yêu và những ước mơ khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta và cũng là niềm tin vào một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.
tin ở năm mới với những thắng lợi mới, những cách làm sáng tạo hiệu quả. Tin tưởng với những thành tựu kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố sẽ giành được trong năm 2020, thành phố Hải Phòng sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kính thưa toàn thể nhân dân, tự hào được Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho nhiệm vụ bắn pháo hoa phục vụ nhân dân vui đón Xuân Canh Tý 2020. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo các cơ quan và Ban Chỉ huy Quân sự các quận huyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, các lực lượng chức năng của thành phố và các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị để chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa đón mừng năm mới diễn ra đúng thời gian, vui tươi và an toàn tuyệt đối. Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc toàn thể nhân dân một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Ngày Tết đến trên khắp muôn nơi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ quê áo mới chạy tung tăng vui pháo xuân. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Ngày Tết đến phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người đi mua đi sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Trên khắp muôn nơi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ quê áo mới chạy tung tăng vui pháo xuân. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Ngày Tết đến phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người đi mua đi sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa.
Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở? Phải chăng mùa xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em bừng rung bên đêm nhà? Kìa tiếng chim dù nó xa vời, cánh hoa đào bóng như cười báo tin mùa xuân về. Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xa người là hoa mùa xuân tươi. Chờ giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, ngay trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở? Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em mừng rung bên thềm nhà? Kìa tiếng chim rộn nó xa vời, cánh hoa đỏ thắm bông cười báo tin mùa xuân về. Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xa người là hoa mùa xuân tươi. Mùa xuân về kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xa người là hoa mùa xuân tươi. Rồi em tới mùa xuân về. Em
chờ đông, tình ta còn xa quá, nên anh chờ em chờ biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Vui ngày xuân đến, xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh nhân bay về cho tôi mừng nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân sang.